là trong quyển nhật ký không ghi là chờ giấy phép. Trên em ghi lý do gì, lý do với đảm ủy ban phường hay là làm gì làm hay gì gì đấy. Nếu không ghi nghỉ chờ giấy phép. Là một, chị bảo thằng Hải rồi. Là một, cái thứ hai là cái nhật ký đang bị sai. Tức là lúc mà mình cào bóc đường hoàn trả ấy thì là bắt đầu từ ngày 15 tháng 11 trở đi, nhưng mà đang bị sai đấy thì chị bảo thằng Hải rồi. Nói chung em tự chủ động sửa đấy, đừng để sửa lại nó, sửa em sửa lung tung. Thì ba đấy chị không thích cái kiểu mà cứ người nọ người kia sửa xong là bảo nó kia. Ví dụ như ba đấy cái đề nghị xuất vật tư cũng thế, cái biểu 47 thì chị bảo là cái đấy sai để về sửa nó, cái đấy của chị Hương hay gì kiểu thế. Nhân như là em làm hồ sơ trợ thì em sửa đi, em tự sửa cái đấy đi nhá. Cái thằng này nó chỉ sửa cái hoàn công của nó thôi mà nó có vẻ nó không thích sửa đâu. Với lại là cái cấp giấy phép ba chị vừa xem là bắt đầu từ ngày 18 có ra ngày nó ra cái giấy phép đấy, và bắt đầu từ ngày 12/8 bắt đầu có được thi công phần nào vô. Trên thì mình chỉ mất ba cái biên bản một ngày sáu bảy đấy đấy. Thế cho nên chị với bảo nó rằng là mình tấm nan mình làm ở nhà ấy, thì những cái ngày ra công bố tấm nan ấy thì mình ghi ở của nhật ký ấy, để mình lấy thêm ngày, em hiểu chưa? Đấy, nhưng mà tất cả những cái đào đủ khi nào phải có giấy phép mới được đào. Đấy chị nói để em hiểu, để mình về thì chị bảo nó là em về em đọc lại cái giấy phép đi, vì nhiều khi chị cũng không đọc cái giấy phép đấy, giấy phép đấy là phải là xem là đúng cái nào cắt của hải đường không thì bắt đầu được làm, hiểu chưa? Có giấy phép hết thực mới làm, tức là có cái giấy phép của cái thằng đớ nhất ý. Đây không có giấy phép của đê điều nhá, giấy phép của cái thứ nhất là để mình đào đường nên làm giấy phép này bao giờ cũng kèm hồ sơ. Là bắt đầu từ ngày 12/8 ý, em in cái đấy của thằng Hải ra em kẹp vào cái hồ sơ cho chị nữa. Đấy, cái giấy phép đấy mới là cái giấy phép mà cần phải làm bắt đầu sửa những ý. Nó bắt đầu mới được làm đấy, còn thi công đấy. Còn cái cao bóc cũng đi sai thì bảo nó rồi. Thi công trước cả cái phần mà người ta cho mình làm cái cao bóc của cơ. Cái của nhật ký như thế là sửa như thế xong là ok, là của nhật ký là sạch đấy nhá. Và lấy bút ký là lấy bật lửa là xóa hết những cái viết đi. Bút kia nhiều lá. Với lại chị bảo này, ông rồi hết cái vật tư đồ chiếu vật tư A cấp ý, cái mã của hộp nối cáp ấy, cái mã của cái vật hộp nối cáp ấy mình đang bị để sai cái tên, em phải xem lại cái vật tư. Tức là ba đấy nhá, chị đã lấy bút chì, chị đã sửa lại rồi, em hiểu chưa? Nhưng mà cái hộp nối cáp ba đấy vẫn bị nhầm. Em về em xem lại đi chị. Cái hộp nối cáp tip lắc mà dài từ 95 đến 240 ấy, nó có hai cái mã em biết không? Đấy, nó có hai cái mã, một cái mã 9.3 triệu, một cái mã là 9.9 triệu. Hộp đầu cáp tip lắc ấy, hai cái tên này cái mã nó khác nhau đấy. Hả? Không, đôi đỏ lại ba cái sai mã. Nhưng mà còn cả tên nữa cơ. Tên nữa cơ. Một cái 9 triệu 3 một cái. Tên cũng đang bị sai đấy. Em xin lại xem. Tên cũng bị sai. Đấy, về xem lại cái tên đi, chị Huế bảo sai cả tên đấy. Sai lại cái tên đấy. Với chính nhiệm bang của chị Thương Hải nó vừa chụp đặt phiếu thôi. Em sẽ hỏi nó là lúc này xem là đúng sai. Thế nó là đúng hai cái tên này sai. Lúc mà nó chụp xong chuyển đưa thì xem, nó không mang mẹ về. Chị chưa ra bộ của nhà thì xem lại cái tên. Anh men gan ở chỗ nào đi anh? Em về chưa? 9 người à? Ủa thì 9 người em cao lại, 9 người 11. Thế tức là ấy, hôm trước mình cóp và cóp cái mã, em hiểu chưa, mình cái cóp cái mã sẽ bị sai thì sai theo cái tên ý. Thì mình không bình thường, âm tính thì không bình thường. Cóp cái mã sai thì đi theo tên thì mình cóp theo mã theo tên của gì nữa, đồ cáp ý. Bây giờ mình về mình xem lại, về á, có cái gì đâu, về mình chỉ nhìn cái phiếu với cái này là xong thôi mà, đúng không? Nhá. Bây giờ chị bảo này,
Chị nên chúc nó về em là về xem nhá. Cái quyển nhật ký ngày mai xong cho chị. Ngày mai lên đây để đưa quyển nhật ký chị xong nhá. Ngày mai chị đi làm đấy. Ngày mai em đi làm không? Lên xong rồi lên để chị lên xong video rồi. Lên chị làm gì đấy? Đấy, ý là làm nào biết mình gói mà em bảo là mở thầu quá. Anh bán rồi. Thế mai hôm nay chị thì bao giờ cũng lên được. Sáng mai không lên được, cái chiều mai lên với nó được à?